các quý cô của Melia. Ngày hôm nay thì Melia giới thiệu tới các chị một mẫu thiết kế mới của nhà Melia. Đó chính là một mẫu đầm với tông màu nâu tây cực kỳ lạ mắt. Mẫu đầm này thì có chất liệu vải là vải taffeta. Với chất liệu vải taffeta thì nó sẽ luôn giữ được cái form dáng chuẩn chỉnh và khiến cho các chị em trông lúc nào cũng chỉn chu và rất là tinh tế nữa. Ở mẫu đầm này thì chúng ta thấy có một cái phần tay vai phồng cực kỳ điệu đà và nó sẽ khiến cho các chị trở nên quyền lực hơn, cũng như là che đi được khuyết điểm phần bắp tay to của chúng ta. Ở đây thì phần vạt dưới sẽ có những cái đường xếp ly rất là tinh tế, vừa giấu đi được vòng hai chưa được thon gọn cho lắm này. Và phần tà bóng ở ngoài trông cũng rất là lạ mắt nữa. Một điểm nhấn cực kỳ độc đáo ở trên mẫu đầm mới của nhà Melia đó là đóa hoa hồng được xếp hoàn toàn là thủ công và được bình kết rất là tỉ mỉ nhá. Với cái đóa hoa này thì nó sẽ là một cái điểm nhấn sẽ khiến cho những người xung quanh luôn luôn chú ý và hướng ánh nhìn về phía các chị đẹp khi mà các chị diện mẫu thiết kế này. Và các chị hãy yên tâm nhé, khi mà chúng ta mặc mẫu thiết kế này thì em cam đoan nếu như mà chúng ta đến nơi công sở thì sẽ ghi được điểm tuyệt đối ở trong mắt bạn bè đồng nghiệp, hay là đi chơi, đi dạo phố thì hoàn toàn sẽ trở nên nổi bật và là tâm điểm gây sự chú ý cho tất cả mọi người. Hoặc là chúng ta cũng có thể là diện để đi tham dự những buổi tiệc nhẹ đều rất là phù hợp. Nếu như mà các chị yêu nào đã thích mẫu đầm này rồi thì hãy nhanh chân đến ngay với hệ thống showroom của Melia tại Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để sở hữu ngay em nó nhé. Hoặc là có một cách khác, các chị có thể inbox trực tiếp vào fanpage của Melia để được tư vấn và giao hàng hoàn toàn miễn phí về tới tận nhà. Và chúng ta cũng sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán các chị nhé.